Mời các bạn nghe chuyện đồ đệ của ta đều là trùng phản diện chấp 1572 đến chấp 1575, chương 1910 đến 1914. Đồ Duy Điện có một vị điện thủ tân nhiệm, người này rất có tài bày mưu nghĩ kế, là cánh tay đắc lực của Minh Tâm Đại Đế. Hắn giúp Minh Tâm tìm được một người có hạt sống thái hư. Mỗi vị đại đế có hai người, đúng là cân bằng nha. Có tiếng thở dài truyền vào trong vực sâu. Hạt sống thái hư trọng yếu như vậy, vì sao từ trước đến nay ma thần đều không coi trọng. Từ thời kỳ thượng cổ đến nay có biết bao lần hạt giống thái hư thành thục. Lần nào ma thần cũng có thể lấy được vài viên rồi đem chia cho bộ hạ dưới trướng, bản thân hắn lại không hề sử dụng một viên nào. Có lẽ đạo tu hành của hắn không cần sử dụng tới hạt giống thái hư. Ma thần đúng là cường giả khiến người người e sợ, nhưng nếu xét về phương pháp dạy dỗ thuộc hạ thì hắn là kẻ thất bại. Về phương diện này hắn thua chẳng oan chút nào. Nhìn minh tâm mà xem, bây giờ minh tâm như mặt trời giữa trưa, như cá gặp nước, hiệu lệnh của hắn vừa ra, cả thái hư này có ai không dám nghe theo. Trong thánh điện, Minh Tâm Đại Đế trầm mặc nhìn thất sinh đạm nhiên đứng trong đại điện và chư hồng cộng có dáng vẻ hèn mọn, im lặng một hồi lâu. Lát sau Minh Tâm mới lên tiếng, ngươi định giải thích với bản đế như thế nào. Thất sinh không người đáp, bạch đế bệ hạ có ơn tái sinh với ta, ta giúp ngài ấy tìm được hai người là để báo ân. Ngoài ra với quan hệ của ta và bạch đế, hai người này về sau cũng sẽ có quan hệ rất tốt với chúng ta. Về phần hắc đế và thanh đế, Bọn hắn không màng đến chuyện của Thái Hư, mâu thuẫn giữa chính bọn hắn còn lớn hơn mâu thuẫn với Thái Hư nhiều. Cho bọn hắn hai hạt giống, không chỉ có thể hòa hoãn mâu thuẫn với Thái Hư mà còn làm quan hệ giữa bọn hắn đối lập mãnh liệt hơn bao giờ hết. Thượng Trưng Đại Đế là vị đại đế duy nhất trong thập điện, cửu điện còn lại có hạt giống Thái Hư cũng chỉ là thất phu vô tội hoài bích có tội. Ngài thử nghĩ xem, nếu cửu điện có được hạt giống, Hắc Đế, Xích Đế và Thanh Đế sẽ lập tức chĩa mũi dùi vào Thái Hư ngay lúc này ô như khanh đứng bên cạnh minh tâm cũng lên tiếng nhưng rốt cuộc khắc đế có giành được người nào đâu vạn vật trong thiên hạ đều nên cân bằng nếu thấy chưa cân ngài có thể chia lại một lần thất sinh nói ô như khanh trầm ngâm hắn thật sự không thích cách nói chuyện của tên thất sinh này ngươi muốn không đánh mà thắng ta hiểu được nhưng cái giá phải trả hình như quá lớn rồi minh tâm đại đế thản nhiên nói thất sinh chậm rãi đáp hạt giống thái hư xưa nay đều là nhân tố rất khó xác định cho dù người người này đều thuộc về thái hư muốn trong thời gian ngắn chinh phục bọn hắn là chuyện không thể mà nếu cướp đoạt hạt sống thì lại càng mất nhiều thời gian hơn chờ thêm trăm năm biến số sẽ vô cùng lớn ô như khanh nói chỉ có nắm hạt sống trong tay mới yên tâm nhất cho dù ngươi nói có đạo lý thì ta vẫn không quá đồng ý thất sinh lại nói cứ chờ một thời gian sẽ biết hắn vừa nói xong hoa chính hồng từ bên ngoài bay vào bẩm báo với minh tâm đại đế đại đế bệ hạ phía đông vô tận hải truyền tới tin tức thanh đế và hắc đế đánh nhau rồi ôn như khanh ngây ngốc minh tâm nói kết quả thế nào chưa phân thắng bại nhưng mà tu vi thanh đế và hắc đế không cách biệt bao nhiêu bọn hắn đánh nhau hẳn là sẽ lưỡng bại câu thương hoa chính hồng nói minh tâm đại đế gật đầu nói với thất sinh thất sinh ngươi cảm thấy bản đế nên khen thưởng ngươi thế nào thất sinh cúi đầu không dám kể công minh tâm đại đế cao giọng uy nghiêm nói bản đế phạt ngươi bị nhốt trong không gian cấm đoán ba tháng mang hắn đi. Trong mắt thất sinh lóe lên một tia nghi hoặc nhưng rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh, thất sinh tự mình chủ trương, đáng bị trừng phạt. Ô như khanh bay tới nói, ngươi không phải đại đế còn muốn tự ý quyết định thay ngài. Ngươi tưởng mình là ai? Vừa dứt lời, minh tâm đại đế lại lên tiếng, ô như khanh, ngươi cũng giống hắn, bị nhốt trong đó ba tháng. Chờ ô như khanh và thất sinh rời đi, minh tâm đại đế mới nhìn về phía chư hồng cộng vẫn luôn im lặng không dám lên tiếng kia, ngươi tên là gì? Từ sau khi bị bắt, trong đầu Trư Hồng Cộng toàn là tiếng ông ông, chưa dám buông lỏng một khắc nào. Ngươi, ngươi chính là Đại, Đại Đế, Thái, Thái Hư. Trư Hồng Cộng nói năng lộn xộn, kích động đến môi run rẩy. Minh tâm Đại Đế thản nhiên cười, ngươi lấy được hạt giống Thái Hư ở đâu? Cái gì mà hạt giống? Trư Hồng Cộng vào đầu. Thiên phú bản thân ngươi cực kém, vốn không thể tu hành, nay lại thành thánh nhân chính là nhờ có hạt giống Thái Hư. Minh tâm Đại Đế giải thích. Thật sao? Chư Hồng Cộng mờ mịt nói, đây là đâu? Vì sao ta lại ở chỗ này? Các ngươi bắt ta làm gì? Minh tâm đại đế thở dài, quan cửu, mang hắn xuống đi, đợi hắn thanh tỉnh rồi nói tiếp. Đã rõ, một bóng người lướt tới tóm lấy chư Hồng Cộng. Chư Hồng Cộng còn chưa kịp phản ứng đã bị đưa đi khỏi thánh điện. Chờ quan cửu và chư Hồng Cộng rời đi, Minh tâm đại đế mới nói, hoa chính hồng, bản đế bảo ngươi bái phỏng thượng trương, kết quả thế nào? Hoa chính hồng đáp, hôm trước ta đến bái phòng thượng trưng đại đế gặp được hai người nắm giữ hạt giống thái hư cũng hiểu được một số điều hai người đều là nữ hài tuổi tác không lớn nhưng thiên phú của các nàng lại cao nhất trong số những người nắm giữ hạt giống thái hư minh tâm đại đế gật đầu nói tiếp đi hai nữ hài này thông minh linh hoạt nhưng tư tưởng đơn thuần theo ta phán đoán hai nàng là đối tượng rất thích hợp để thu phục ta đã nghe ngóng những người nắm giữ hạt giống thái hư khác tuy tuổi đều không lớn nhưng lại khó thuần phục hơn hai nữ hài này nhiều tuổi càng nhỏ càng dễ dạy dỗ, từ xưa đã thế. Cũng chính vì vậy mà đám buôn người rất thích lừa bán đám tiểu hài tử. Minh Tâm đạm nhiên gật đầu, theo ý ngươi thì, người thất sinh mang về đây như thế nào? Hoa chính hồng lắc đầu, người này trông rất chân chất, ngôn hành cử chỉ có vẻ ngốc nghếch. Ngươi cũng cảm thấy hắn quá tệ. Không dám, hoa chính hồng lập tức khom người đáp. Dù sao người này cũng nắm giữ hạt giống thái hư, lại do thất sinh mang về, sau này sẽ trở thành một cánh tay dưới chướng minh tâm đại đế nàng nói thêm một câu ngốc một chút cũng tốt thất sinh điện thủ cũng là người có được hạt giống thái hư nếu so sánh đôi bên thì nàng ấp úng minh tâm phất tay áo ra hiệu cứ nói đi đừng ngại hoa chính hồng nói ta luôn cảm thấy thất sinh điện thủ có chút khó nắm bắt lòng dạ hắn quá sâu lại thông minh kín kẽ dạng người này là khó khống chế nhất bất kỳ một vị đế vương nào trên đời cũng đều thích kẻ nghe lời nàng cho rằng minh tâm đại đế cũng như thế Ít nhất thì trong trăm 000 năm qua, kẻ nào không nghe lời Minh Tâm đều có kết cục rất thảm. Minh Tâm gật đầu, chuyện của thất sinh không cần ngươi quản. Sau này lo chuyện của mình cho tốt là được. Hoa chính hồng giật mình, không ngờ Minh Tâm đại đế lại thiên vị thất sinh như vậy. Kẻ này mới tiến vào thái hư 30 năm, rốt cuộc đã cho Minh Tâm đại đế uống bùa mê thuốc lú gì. Vâng, hoa chính hồng khom người đáp. Bản đế muốn đích thân bái phỏng thượng trương, việc ở đây giao cho ngươi. Minh Tâm đại đế nói cung tiễn đại đế. Nói xong, thân ảnh minh tâm biến mất tại chỗ. Thượng trương điện Quang cảnh xung quanh Tú Lệ là nơi địa linh nhân kiệt bậc nhất phía Tây Thái Hư. Minh tâm đại đế xuất hiện trước cửa điện, hững hờ gọi, thượng trương. Thân ảnh thượng trương đại đế lập tức xuất hiện, bước ra ngoài điện mỉm cười chào đón, minh tâm đại đế. Minh tâm nhìn hắn rồi ngẩng đầu nhìn dãy sơn mạch cao ngất hùng vĩ lượn quanh, thản nhiên nói, thoáng một cái đã là 500 năm, bản đế tới thăm ngươi một chút thăm ta. Thượng trương đại đế cười, chỉ sợ đại đế có mục đích khác. Thượng trương hiểu rất rõ phong cách làm việc của Minh Tâm. Minh Tâm cũng không nói vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề, bản đế muốn gặp các nàng một chút. Thượng trương minh bạch ý định của Minh Tâm, lập tức xua tay nói, e là không được. Minh Tâm khẽ nhíu mày. Ngươi đã có hai người nắm giữ hạt giống thái hư. Thượng trương điện cũng là một trong thập điện, ngươi cần gì phải để ý các nàng nằm trong tay ai? Thượng trương nói. Ngươi nghĩ nhiều, Minh Tâm hững hờ đáp. Nếu bản đế muốn đoạt tất cả hạt giống thái hư thì ai dám ngăn trở? Giọng Minh Tâm vô cùng tự tin, không thể nghi ngờ. Đây là lời nói thật, Thất Sinh là do một tay Minh Tâm đề bạt, nếu Minh Tâm thật sự muốn có được toàn bộ 10 hạt giống thì đã bảo Thất Sinh bắt về cho mình, cần gì phải giúp Thượng Trương. Thượng Trương đại đế đành tránh sang một bên nói, "Mời." Thượng Trương dẫn Minh Tâm đại đế đi gặp Diên Nhi và Hải Loa. Hai nàng bị nhốt trong một đạo trường yên tĩnh có trận pháp cường đại giam cầm thượng trương đại đế nói còn không mau tham kiến điện chủ diên nhi liếc nhìn hắn nói điện chủ là ai không được vô lễ thượng trương mắng ngươi đúng là không biết phân rõ phải trái ta không biết sao có thể gọi là vô lễ thật là hung dữ diên nhi lầm bẩm minh tâm đại đế không ngại đưa tay ngăn cản thượng trương rồi nói ngươi tên là gì ngươi thả ta ra đi ta sẽ nói cho ngươi biết diên nhi cười hì hì nói có biết bao nhiêu người muốn gia nhập Thái hư mà không được, vì sao ngươi lại muốn rời đi?" "Ta không thích ở chỗ này." Diên Nhi đáp. Minh Tâm không hỏi tới nữa mà đổi đề tài, gọi ra liên tọa. "Không gọi." Diên Nhi quả quyết cự tuyệt. Thượng Trưng Đại đế cảm thấy nha đầu này mắc bệnh công chúa quá nặng rồi. Ngay trước mặt Minh Tâm mà dám làm càn như thế, đúng là gan to bằng trời. Minh Tâm Đại đế quay đầu nhìn Hải Loa, "Ngươi tên là gì?" "Hải Loa." Hải Loa thành thật đáp. Tu vi thế nào? Chân nhân. Minh Tâm khẽ gật đầu. Tuy chỉ trò chuyện đôi câu nhưng hắn đã hiểu được phần nào tính cách của hai nàng. Hoa Chính Hồng nói không sai. Các ngươi sẽ thích thái hư. Nói xong Minh Tâm xoay người rời đi. Diên Nhi lào bầu, cái người này thật là kỳ lạ. Thượng Trương trừng mắt nhìn hai nàng một cái rồi rời khỏi đạo trường. Ra đến bên ngoài, Thượng Trương cười nói, thấy thế nào? Các nàng có thể đỡ đần thái hư hay không thì phải xem ngươi rồi. Minh Tâm nói. Đương nhiên, Thượng Trưng Đại Đế khẽ than một tiếng, hai tiểu nha đầu này còn trẻ nên vô chi, có thể nói là nghe con không sợ hổ, thường xuyên cãi cọ với bản đế. Nhưng chẳng biết tại sao ta chẳng thấy tức giận tí nào. Minh Tâm Đại Đế im lặng không nói, Thượng Trương lại thở dài thật sâu. Nếu nữ nhi đáng thương của ta vẫn còn sống, hẳn là nàng cũng lớn bằng từng này. Biểu tình trên mặt Minh Tâm Đại Đế có chút thay đổi, hắn nghiêm túc nói, có một số việc đã qua đừng nên nhắc lại làm gì thấy thượng trương có vẻ thương tâm nhìn ra xa xăm minh tâm nói thêm một câu muốn trách thì hãy trách kẻ đã đánh cắp hạt giống thái hư ta chỉ trách chính mình thượng trương đại đế nói minh tâm trầm mặc thượng trương đại đế thở dài nói thôi đừng nói tới nàng nữa ma thần đã chết thật sao trên mặt minh tâm không có biểu tình gì không biết rõ ngươi sợ hắn minh tâm hỏi thượng trương hừ khẽ một tiếng bản đế mà sợ hắn cái gì Bản đế đâu phải tên đồ duy ngu xuẩn kia. Chỉ mong là thế. Nói xong, thân ảnh minh tâm biến mất. Thượng trương cũng không ở lại, thân ảnh nhoáng lên xuất hiện trong đạo trường nhốt Diên Nhi và Hải Loa. Người vẫn còn đây. Rốt cuộc lão hồ ly minh tâm có âm mưu gì? Thất sinh là người của hắn, chẳng lẽ bọn hắn muốn lợi dụng bản đế? Thượng trương luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn đi tới thử kiểm tra Diên Nhi và Hải Loa, nhưng các nàng vẫn không có gì bất thường diên nhi nghiêng đầu nhìn hắn lại tới thượng trương đại đế cười nói nha đầu ngươi vừa đến thái hư có muốn ra ngoài xem phong cảnh nơi này không có thể sao diên nhi có hơi bất ngờ đương nhiên tiểu hài tử thôi mà dỗ dành một chút là được vậy ngươi mang hải loa ra ngoài chơi đi diên nhi nói nàng biết hải loa đến từ thái hư từ sau khi bị bắt hải loa vẫn luôn muốn được ra ngoài xem thế nào nhưng hiển nhiên các nàng đâu có tư cách ra điều kiện thượng trương nhìn hải loa nói thật hắn coi trọng và yêu thích diên nhi hơn vừa nghe thấy hải loa muốn ra ngoài chơi hứng thú của hắn đã giảm đi ba phần hải loa rất lễ phép nói đại đế có thể mang ta đi xem một chút được không thái độ của thượng trương đại đế rõ ràng không tích cực như trước diên nhi nói không muốn thì thôi thượng trương đại đế bèn đáp bản đế nói là làm hắn vung tay lên cương khí bao phủ cả hai nàng ba người hóa thành ba đạo lưu tinh vèo một tiếng bay về phía chân trời. Bầu trời xanh thẳm không một gợn mây, núi non sông ngòi tú lệ hùng vĩ. Cảnh vật nơi này như một bức tranh sơn thủy giạt rào ý xuân. Thấy thế nào? Thượng trưng đại đế hỏi. Diên Nhi lập tức gật đầu khen ngợi, thật là xinh đẹp. Vừa nói xong, nàng cảm thấy lập trường của mình không đúng, bèn lắc đầu sửa lời, nhưng mà cũng chỉ đến thế, kém rất xa quê hương của ta. Lúc này, Hải Loa đột nhiên chỉ tay về phía một khối cự thạch lơ lửng trên không trung, đó là cái gì? đó là vật phẩm dùng để tế tự, bái tế thiên địa. Thượng Trưng Đại Đế giải thích. Nha, Hải Loa gật đầu rồi lại chỉ về phía một hồ nước ở đằng xa, đó là nơi nào. Thiên Ngọc Hồ là một hồ nước rộng lớn như thiên, thanh tịnh như ngọc. Thượng Trưng Đại Đế vừa giới thiệu vừa nghĩ thầm, ta đường đường là Đại Đế mà lại luân lạc tới mức thành hướng dẫn viên du lịch cho hai tù binh. Trong lòng khó chịu là thế, nhưng khi nhìn đến hai nha đầu hồ nhiên ngây thơ đang tròn mắt ngắm nhìn cảnh sắc sơn hà, Cơn tức giận của Thượng Trương Đại Đế lập tức biến mất không còn một mảnh. Ba người bay đến một cánh rừng kỳ quái, trong rừng có một bia mộ trông rất trang nghiêm, Diên Nhi hỏi, "Đó là gì thế?" Thượng Trương nhướng mày, "Đừng hỏi." "Không nói thì thôi, nếu là sư phụ ta, người nhất định sẽ nói cho ta biết." Diên Nhi bĩu mồi. Thượng Trương tròn mắt, "Ý là có thể bái sư?" Hàng chân mày Thượng Trương giãn ra, biểu tình có vẻ thản nhiên nói, "Đó là một ngôi mộ." "Mộ của ai?" diên nhi tò mò hỏi nếu nhi của bản đế thượng trương vẫn bình tĩnh đáp diên nhi thì thầm ta không có cố ý thượng trương thở dài một tiếng nếu nàng còn sống thì cũng bằng tuổi các ngươi nói đến đây thượng trương không muốn tiếp tục đề tài này nữa bản đế có một đạo trường ở phía đông nam nếu các ngươi muốn thì có thể tu luyện ở đó các ngươi có yêu cầu gì bản đế cũng có thể thỏa mãn nhưng bản đế chỉ có một yêu cầu sau này hai người các ngươi phải chung với thượng trương để ta suy nghĩ một chút. Con ngươi Diên Nhi đảo một vòng. Bản đế còn nhiều thời gian. Ba đạo lưu tinh bay về phía đông nam. Một thời gian sau, đại địa lực lượng càng lúc càng nồng đậm, từ trên trời nhìn xuống vực sâu chẳng khác nào đang nhìn vào bầu trời tinh tú. Mà trong số các tinh tú đó, có một tinh tú sáng rực rỡ óng ánh, năng lượng từ bốn phương tám hướng không ngừng hội tụ vào vì tinh tú kia. Quá trình này kéo dài một khắc đồng hồ, sau đó lấy tinh tú làm trung tâm một cơn bão năng lượng càn quét khắp vực sâu quang trụ phóng lên đến trời cao oanh ngay sau đó lục châu đột nhiên mở mắt thế nào là không gian thế nào là thời gian vì sao lão phu lại ở nơi này lục châu cảm nhận được năng lượng trong thiên địa đang du đãng xung quanh mỗi lần hắn nâng tay là không gian lại trở nên vặn vẹo lục châu cảm giác mình đã mơ thấy một giấc mộng thật dài vẫn còn ở trong vực sâu hệ thống vẫn đang trong quá trình thăng cấp Lục Châu không rõ vì sao mình lại đột ngột tỉnh lại, bèn lấy mệnh cách chi tâm của câu trần gia khảm vào liên tọa, sau đó tiếp tục lĩnh hội thiên thư. Chưa đến một khắc đồng hồ sau, Lục Châu lại lâm vào trạng thái chìm đắm, mất đi tri giác. Cùng lúc đó, đôn tang rung động kịch liệt, một lúc sau mới từ từ bình ổn lại, mà đối ứng với thiên khải chi trụ ở đôn tang chính là thượng trương điện. Thượng trương đại đế nhíu mày, quan sát đại địa, không rõ chuyện gì đã xảy ra. Diên Nhi sợ hãi nói, Thái hư cũng có động đất Hải loa phụ họa Chắc phải có chứ Nơi này thật là nguy hiểm Vừa rồi ta cảm giác như thái hư sắp sập đến nơi Không được nói linh tinh Thượng trương quát khẽ Đúng lúc này Năm hư ảnh xuất hiện trước mặt thượng trương Đồng loạt kho người nói Đại đế bệ hạ Đã tra rõ ràng Cố lực lượng này đến từ đôn tang trong bí ẩn chi địa Đôn tang Trước đây thiên khải chi trụ đôn tang đã đổ sụp Vực sâu xuất hiện cơn bão năng lượng Có lẽ là do phong bạo khiến không gian bị xé rách ảnh hưởng đến thượng trương điện nghe vậy diên nhi vội nói trời thật sự sẽ sập sao thượng trương đại đế trầm giọng nói có bản đế ở đây trời không sập được ta không muốn trời sập đâu diên nhi thì thầm tại sao sư phụ từng nói trời sập người sẽ gánh ta không muốn sư phụ gánh ngươi có sư phụ vâng hắn đang ở đâu nghe vậy diên nhi thấp giọng khóc nấc nước mắt ảo ạt à tuôn rơi, rơi vào trong vực sâu. Chết rồi. Thượng trưng đại đế không biết là vui hay buồn, chỉ nói, nén bi thương, người chết đâu thể sống lại. Việc này nên trách đồ duy đại đế và ma thần ấy. Có không ít tu hành giả bị cuộc chiến này lan tới, chết không nhắm mắt. Diên Nhi lau nước mắt nói, ta muốn đến đôn tang xem một lần. Thượng trương gật đầu, hiếu tâm đáng khen, bản đế thành toàn cho người. Khoảng thời gian này thượng trương đại đế đã tiếp xúc nhiều với hai nha đầu, Phát hiện các nàng không ghét Thái hư nên tương đối hài lòng. So với những người nắm giữ hạt giống khác, hai nàng tuổi nhỏ lại đơn thuần khiến hắn rất yêu thích. "Hải Loa, muội cũng đi cùng đi." Diên Nhi nói. Thượng Trưng Đại đế vốn chỉ định mang Diên Nhi đi, nhưng nàng đã nói thế thì mang luôn cả hai người cũng chẳng sao. Tuy rằng trong số những người nắm giữ hạt giống Thái hư, biểu hiện của Hải Loa có vẻ hơi kém nhưng nàng cũng không yếu chút nào. Hải Loa gật đầu đáp, "Ừm. Đi thôi." Thượng Trương phất tay phát họa trong không trung. Lát sau, một tòa thông đạo cỡ nhỏ xuất hiện. Ba người đi vào thông đạo, không bao lâu sau đã xuất hiện ở phía đông gần Đôn Tang. Diên Nhi nghi hoặc hỏi, không phải trực tiếp đến Đôn Tang sao? Thượng Trương Đại Đế cười nói, không có tu hành giả nào làm được việc muốn đến đâu thì đến đó cả. Bản đế tinh thông phù văn thông đạo, hành vi này là câu thông với thông đạo có sẵn mà thôi. Ngay cả đại đế cũng làm không được sao? Diên Nhi kinh ngạc nói đại đế cũng là người, lực lượng của con người đều có hạn. Nhân định thắng thiên, Diên Nhi không cho là đúng. Thượng trưng đại đế không muốn dội cho nàng gáo nước lạnh. Người trẻ tuổi có trí hướng cũng tốt, sẽ tràn ngập nhiệt tình đối với tương lai. Ba người bay về phía thiên khải chi trụ ở Đôn tang một khắc sau đã đến nơi. Thượng trưng đại đế chỉ vào vực sâu nói, đây chính là vực sâu bên dưới thiên khải chi trụ. Diên Nhi gật đầu, ta có thể xuống đó xem một chút không, Diên Nhi bay xuống đứng ở miệng vực. Cảnh sắc bên dưới mỹ lệ đến cực điểm, tựa như hàng hà sa số tinh tú đang chớp sáng trong bầu trời đêm. Hải Loa, nơi này thật đẹp, muội cũng đến xem đi. Diên Nhi vẫy gọi. Hải Loa bay tới đứng cạnh nàng nhìn xuống dưới, trong lòng cũng rung động vô cùng. Diên Nhi vốn đang vui vẻ, nhưng rất nhanh lại trở nên buồn bã suy sụp, sư phụ chết ở chỗ này sao? Có lẽ thế, bọn họ đều nói ma thần cũng rơi vào vực sâu. Hải Loa đáp. Duyên Nhi gật đầu, vị ma thần kia đúng là đồ đáng ghét, nhất định hắn và đồ duy đã nhân cơ hội đánh lén sư phụ. Thượng trương đại đế đứng trên không trung cười nói, ngươi nói ma thần là đồ đáng ghét, bản đế đồng ý, nhưng hắn và đồ duy đều là thiên trí tôn, sao lại thèm đánh lén sư phụ ngươi làm gì? Duyên Nhi nói, ta mặc kệ, ma thần có phải là kẻ vô cùng âm hiểm xảo trá hay không? Thượng trương đại đế vốn định phụ họa nàng, nhưng hồi tưởng lại nhận biết của mình về ma thần, hắn không tìm ra từ thích hợp, Suy nghĩ một lát, Thượng Trừng nói: "Nếu thật phải đánh giá Ma Thần, bản đế cho rằng hắn là người quang minh lỗi lạc, là người duy nhất tự mở ra con đường tu hành khác biệt, là đại nhân vật." "Hắn lợi hại lắm sao?" Diên Nhi hỏi. "Trên đời này người có thể địch lại Ma Thần chỉ có một người," Thượng Trừng nói. Diên Nhi lập tức đáp lời: "Sư phụ ta." Thượng Trừng đại đế khẽ nhíu mày, sửa lưng ngàng, "Minh Tâm đại đế. Vậy tại sao các ngươi phải đối phó với Ma Thần?" Diên Nhi lại hỏi thượng trương đại đế thở dài ngươi còn nhỏ rất nhiều chuyện có nói ngươi cũng không hiểu về sau sẽ minh bạch thôi diên nhi nhìn xuống vực sâu nàng bay xuống một đoạn ngắn lượn vòng quanh cũng không thấy có bóng người nào lại xuống thêm một đoạn nàng nhìn thấy phiền lung ấn trong lòng lập tức căng thẳng thượng trương nhắc nhở đừng xuống nữa không sao diên nhi đáp xuống đứng trên phiền lung ấn đây đích thị là phiền lung ấn của sư phụ mà bên trên còn lưu lại khí tức của người diên nhi điều động thái thanh ngọc giản trên người nàng bỗng xuất hiện thánh nhân trì quang không biết vì sao nàng đột nhiên cảm ứng được sư phụ ở ngay bên dưới sư phụ nàng không chút do dự nhảy xuống muốn tiến sâu vào vực thẳm thấy cảnh này hải loa kinh ngạc hô lên đừng xuống dưới diên nhi không cho rằng mình sẽ gặp nguy hiểm nàng bay xuống được khoảng ngàn mét bỗng cảm giác được bên dưới vực truyền tới một cỗ lực lượng mênh mông đúng lúc này thượng trưng đại đế xé rách không gian xuất hiện ở bên cạnh nàng nghiêm túc nói, ngươi không muốn sống nữa. Ta, nhân loại không thể chống lại lực lượng bên trong vực sâu, đừng có lao xuống nữa. Thượng Trương nhắc nhở. Diên Nhi gật đầu nói, vậy ta có thể dập đầu với sư phụ không? Được. Nàng có hiếu tâm như vậy, chứng tỏ bản chất là người tốt, sau này tận lực bồi dưỡng sẽ rất có triển vọng. Diên Nhi lăng không quỳ xuống, nghiêm túc dập đầu ba cái. Thượng Trương Đại Đế chưa bao giờ nhìn thấy Diên Nhi nghiêm túc như thế, trong lòng bỗng nghĩ tới nữ nhi đã mất nếu nữ nhi còn sống có phải cũng sẽ giống nàng thượng trương đại đế âm thầm quyết định phải nuôi dạy diên nhi thật tốt xem nàng như nữ nhi ruột thịt của mình sư phụ ngươi có đồ đệ hiếu thuận như vậy hẳn là sẽ được yên nghỉ ở trên trời thượng trương nói sư phụ sẽ không yên nghỉ hả à, diên nhi ngẩng đầu hỏi ma thần có thể phục sinh thật sao thượng trương đại đế do dự đáp có lẽ là vậy ta thể nhất định phải giết chết ma thần thay sư phụ báo thù diên nhi hung hăng nói Thượng trương Đại Đế gật đầu, có chi hướng, rất tốt. Lúc này Hải Loa cũng đã bay xuống, nàng không nói lời nào, quỳ xuống dập đầu ba cái giống như Diên Nhi. Thượng Trương không biết rõ quan hệ giữa hai nàng, thấy Hải Loa dập đầu, hắn chỉ cho là nàng cũng bị cảm xúc của Diên Nhi lây nhiễm nên muốn biểu đạt chút tâm ý mà thôi. Đúng lúc này, Diên Nhi bỗng chỉ tay về phía một vì tinh tú cực sáng dưới vực sâu, đó là cái gì? Thượng Trương nói, đại địa lực lượng. Giống ngôi sao quá, nó còn chớp sáng kìa. Duyên Nhi nói: "Thật sao?" Thượng Trương phất tay áo, hai mắt trở nên sáng ngời, thị lực biến cường. Hắn nhìn thấy vì tinh tú kia đang kết nối với các tinh tú khác ở xung quanh, lực lượng bành trướng không ngừng xé rách không gian rồi lại tự động khôi phục, cứ thế lặp đi lặp lại không ngừng. Thượng Trương Đại Đế nhíu mày, điều này nằm ngoài kiến thức của hắn. Rốt cuộc là cái gì thế nhỉ? Có lẽ là một loại lực lượng không ổn định, lúc nào cũng có thể phát nổ. Khu vực này e là vô cùng nguy hiểm. Thượng Trương đáp. Nếu có người rơi vào trong này thì còn sống được không? Diên Nhi hỏi. Thượng Trương lắc đầu, bản đế không thể trả lời chắc chắn với ngươi. Nhưng mà, một khi rơi vào vực sâu thì chỉ sợ giữ nhiều lành ít, cửu tử nhất sinh. Nghe vậy, Diên Nhi cảm thấy hơi suy sụp tinh thần. Nàng không muốn tin sư phụ đã chết, cho dù tất cả mọi người đều nói sư phụ chết rồi, nàng cũng sẽ không tin. Vừa rồi nhìn thấy phiền lung ấn, trực giác còn mách bảo nàng sư phụ còn sống. Diên Nhi nói, vậy sau này ta có thể thường xuyên đến bái tế sư phụ không? Thượng Trương Đại Đế nói, đương nhiên có thể. Thượng Trương sẽ không cự tuyệt yêu cầu này của nàng, ngược lại trong lòng hắn còn hết sức hài lòng. Hắn biết Minh Tâm Đại Đế cũng có hai người nắm giữ hạt sống thái hư, nhưng một người là thất sinh quỷ kế đa đoan, Thượng Trương không thích, một người nghe nói là có hơi đần độn. Ba người đứng trong vực sâu một lúc lâu, đến khi vì tinh tú kia trở nên ảm đạm mới quay trở về Thượng Trương Điện. Không biết qua bao lâu, bên miệng vực sâu lại xuất hiện một thân ảnh. Hầy, lục lão đệ, nghe nói ngươi đã chết oan mạng trong cuộc chiến của hai đại trí tôn. Sao ngươi lại thích tham gia náo nhiệt như vậy chứ? Thân ảnh kia lập một khối bia mộ bên miệng vực sâu, cẩn thận khắc xuống mấy chữ, hảo hữu lục thiên thông trì mộ. Ta vốn là thủ hộ giả ở đôn tang, an toàn bản thân còn khó đảm bảo, làm gì có thời gian đi cứu ngươi. Mà ta cũng chẳng biết ngươi lại chạy đến đây. Hắn lấy ra một sấp tiền âm phủ rồi đốt ở trước mộ, lặng lẽ nói, ta chỉ có thể làm được bấy nhiêu. Ngươi là người đầu tiên khiến cho lão tử phải thương tâm đến hai lần. Ngươi yên tâm, ta sẽ tìm cách chăm sóc đám đồ đệ của ngươi. Qua một đoạn thời gian nữa, ta sẽ trở về Thái Hư. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đám đồ đệ của ngươi rất may mắn, không rơi vào tay đám người tàn ác ác phùng, trên mông. Đời này ngươi đã sống rất đáng giá, bồi dưỡng ra được nhiều thánh nhân như vậy, danh tiếng của ngươi sẽ lưu danh thiên cổ. Yên tâm mà đi nhé, Câu nói sau cùng nhẹ bẫng. Hắn chậm rãi đứng lên, nhìn dòng chữ khắc trên bia mộ đến ngẩn người, mãi cho đến khi đám tiền giấy đã hóa thành cho tàn, một cơn gió thổi tới cuốn cho bụi phiêu tán vào không trung. Đảo mắt đã một tháng trôi qua. Trong thánh điện, chư hồng cộng lại một lần nữa bị đưa tới trước mặt minh tâm đại đế. Minh tâm nhìn hắn chằm chằm suốt một khắc đồng hồ mà không nói một lời, đến mức chư hồng cộng run lẩy bẩy, càng lúc càng sợ hãi rụt rè. Một tháng trôi qua mà người này vẫn không thay đổi chút nào. Minh Tâm không nói chuyện, Trư Hồng Cộng cũng im lặng theo. Minh Tâm vốn cho rằng đối phương sẽ nhịn không được mà lên tiếng trước, nào ngờ hắn vẫn im như thóc. Rốt cuộc Minh Tâm đại đế cũng cất tiếng hỏi, "Đã quen với Thái Hư chưa? Ta đi đâu cũng làm quen rất nhanh, có ăn có uống là được." Hắc hắc, bồ đào mỹ tử của Thái Hư không tệ, lại còn có thịt hổ thượng đẳng nữa chứ, thơm vô cùng. Trư Hồng Cộng không hề tiếc lời ca tụng thấy biểu tình của minh tâm đại đế không ổn chư hồng cộng lập tức chuyển đề tài trở nên đứng đắn đường hoàng nói thái hư quả nhiên là nơi đất rộng sản vật nhiều còn rộng lớn hơn cả bí ẩn chi địa thập điện là chúa tể hùng cứ bốn phương khiến người kính nể mà đại đế ngài lại áp đảo cả thập điện bội phục bội phục minh tâm đại đế không hề bị lay động thản nhiên nói ngươi hẳn là hiểu rõ vì sao bản đế lại đưa ngươi về đây hiểu rõ chư hồng cộng gật đầu trên người ta có hạt giống thái hư sau này ta sẽ thành trí tôn nếu có thể thành thiên trí tôn như ngài thì ta đã vừa lòng thỏa ý rồi. Minh tâm đại đế nói, muốn trở thành thiên trí tôn thì phải có thiên phú rất mạnh, đương nhiên kỳ ngộ và nỗ lực cũng quan trọng không kém. Chư hồng cộng vỗ mong ngựa không ngừng nghỉ, một lời của đại đế hơn hẳn đọc sách 10 năm, từ nay về sau ta sẽ cố gắng tu hành. Minh tâm đại đế lại trầm mặc. Thánh điện rất lớn, sự trầm mặc của hắn khiến không gian nơi đây trở nên lạnh lẽo và trống rỗng. Lát sau minh tâm mới mở miệng nói, bản đế cho ngươi một cơ hội mời ngài nói từ nay về sau chỉ cần ngươi trung thành hiệu lực cho thánh điện bản đế sẽ không bạc đãi ngươi mấy năm nay thái hư hao tổn rất nhiều nhân tài đang lúc thiếu hụt nhân thủ thấy chư hồng cộng định nói chuyện minh tâm đại đế ngắt lời hắn ngươi phải suy nghĩ cho kỹ kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt bản đế cho ngươi ba ngày để cân nhắc hắn vừa dứt lời phịch chư hồng cộng đã quỳ một gối xuống đường đường chính chính nói to ta nguyện ý hiệu chung với thánh điện đa tạ đại đế bệ hạ cho ta cơ hội này đồng ý rồi minh tâm đại đế khẽ nhíu mày tuy rằng đây là kết quả hắn muốn thấy nhưng mà có phải dễ dàng quá rồi không thứ dễ dàng có được thường không thơm hơn nữa minh tâm cũng không thể đoan chắc chư hồng cộng có thật sự trung thành hay không ngươi lấy được hạt giống thái hư ở đâu sư phụ ta cho chư hồng cộng đáp sư phụ ngươi đáng tiếc sư phụ ta đã chết rồi đôi mắt chư hồng cộng bỗng trở nên đỏ ửng nếu lão nhân ra người còn sống thì tốt biết bao sư phụ ngươi từng đến bí ẩn chi địa đã từng chư hồng cộng gật đầu tu vi thế nào chư hồng cộng ngẫm nghĩ rồi đáp sư phụ ta vô địch thiên hạ vô địch minh tâm lại nhíu chặt mày chính là không có đối thủ đó chư hồng cộng ngẩng đầu lên nhìn thấy vẻ mặt minh tâm đại đế không ổn lập tức sửa lời à sư phụ ta xếp thứ hai đại đế ngài xếp thứ nhất Lúc này, trong đại điện bỗng vang lên một tiếng quát, làm càn. Người trong cửu liên sao có tư cách đánh đồng với đại đế. Chư Hồng Cộng vội vàng gật đầu, vâng vâng vâng, ngài giao huấn rất đúng. Trước đó ta đâu có biết tới Thái Hư đâu. Không ngờ Thái Hư lại có nhiều cao thủ như vậy. Nếu sư phụ ngươi vô địch thì tại sao lại chết? Minh Tâm hỏi. Việc này, Chư Hồng Cộng gãi gãi đầu nói, chơi giao thì có ngày đứt tay ấy mà. Minh Tâm đại đế không truy hỏi về sư phụ của hắn nữa mà nói, nếu ngươi muốn hiệu chung với thánh điện, vậy thì sớm ngày trở thành trí tôn đi. Chư Hồng Cộng lớn tiếng nói, ta nhất định sẽ cố gắng tu hành, không cô phụ kỳ vọng của đại đế bệ hạ. Ngài bảo ta đi hướng đông, ta tuyệt đối sẽ không đi hướng tây, ngài bảo ta đi hướng tây ta tuyệt đối sẽ không ngó tới hướng đông. Lui xuống đi, sắc mặt minh tâm đại đế khó coi, khẽ phất tay,